Dạ thưa quý vị các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến cùng với anh Chí đi đi nhấp cá lóc. Ông dẫn đi vô đâu mà gần gú quá trời đất hay trời. Hả? Cái địa bàn này quen thuộc không mà dẫn đi đây ông nội? Ấy da. Ừ. Hồi sáng là anh giật nó tét mép rồi. Ừ. Khối đèn hả? Khối đèn. Ê, 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 anh Chí thấy cá chạy không? Đúng rồi, cá bây giờ nó dựa ngay đó dưới lấp đó, ở ngoài sâu quá, nó bủng bủng thấy mê lắm. Ê mà cái này mình rê người ta cho không? Cho chứ, đã đè này đè đường của nhà nước mà. Nhà nước hay đè dân ông nội? Không, đường của nhà nước. Đi chết này nha chứ. Lúng hả? Lúng đó. Lúng đây, em mập bên mắt lầy đây luôn. Ừ, dạ. Cái đường này là đường anh Lội đúng không? Đúng rồi, sáng rồi nha. Đang ở đây nhấp nè. Trời ơi. Mày nó có mấy con nhỏ xíu à. Bạn gồng khó đèn hả? Phải không, phải không dính mà sảy. Nhấp được bầy cá rồi phải chuyện chơi mọi người. Gian nan lắm chứ. Ê mà giờ trời nắng quá nó. Trời nắng quá coi chừng nó cũng bình thường, nó cũng nheo. Ý là trời nắng quá nó không lên á. Lên bình thường chứ. Cá nó ngợp nè, không lên nó ngợp. Em sợ gồng gồng á, con cá gồng gồng nó không nheo nheo mình không thấy á chứ. Hồi sáng ngay đó đó hả? Ừ, sáng ngay chỗ này nè. Hồi vô giật không bay lên hả? Ừ, giật dướng như rau muống đó. À. Cái nó rớt lại tét mép hai cái quá ủng. Để kiếm phụ thôi, kiếm phụ cùng anh Chí các bạn hai anh em nhấp cho mọi người xem. Nó cá gì lắm, cá nái thôi nè. Sao đi qua bển được? Đâu đi được? Ước không? Ừ. Cái này anh phải vô sát bờ á. Ê, cái đìa này cá dữ lắm, nào nãy em thấy nó quận. À. Ừ đúng rồi. Tình hình này không khả quan rồi chứ. Thôi đâu có hút. Em đi qua đây em kiếm được rồi. Có em kêu anh à. Trời ơi. Ông lội trong lượng gú ông nội rồi. Nè cái dấu này dắt dấu hôm qua ông lội nữa gì nè. Sao qua dách này coi. Nó nheo nheo làm thấy liền à. Nếu nó nheo nheo là mình thấy liền. Chết rồi. Đây nè mọi người, Vũ Chiến kiếm được bầy rồng rồi nè. Đó. Đó. Đó nó lên ục nhoi 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 đó. Để cho anh Chí là anh Chí xử.
đây bay bay ra. Buồn quá trời luôn. Bây giờ đông mà. Nước này cũng cạn quá sao nhấp táp được ta. Ê nước nó cạn quá hả? Nè, bay nè. Thấy bài này không? Không, cái bài kia con lấy tí không à. Bài này bự quá hay gì rồi? Đúng rồi, bài này bự quá rồi. Bự cái này vẫn táp chứ anh? Cũng táp. Mà còn cá mẹ là táp hả? Còn, bữa hổm bắt con rồi. Phải không? Ừ, bắt con 6 gram. Trời ơi, dữ ta. Ừ. Vậy là địa bàn của anh là ở đây là khu vực này lụm mẹ hết rồi. Đúng còn chứ đâu hết. Hả? Đúng còn đây ai. Đeo luôn hả? Ừ. Chứ không buồn. Móc đồ nghề ra liền hả? Vậy là hồi sáng xảy rồi, bây giờ là qua nữa. Ừ. Rồi hang cá kia đâu rồi? Hang cá gặm cho trên này ra hả? Ừ. Em không lại thăm em rồi em bán rồi. Bán được mấy chục? Có 55 ngàn. Hai con 55 ngàn hả? Ừ. Có 550 gram à. À, hai con 550 gram. Ừ. Tính lại trên này về nướng chua cho em ăn. Ừ. Ủa, hồi đó cái nghề câu cá này ai chỉ anh chứ? Tự học chứ ai chỉ. Thấy người ta đi câu đó, hồi đó nhà em bên cho cũ á, có ông Hiểu. Ông Hiểu đi nhấp là chùm ở bên cho cũ luôn á. Đó, em thấy mê quá, em đi theo ông em học. Người ta một con một lưỡi, ông chơi tới hai lưỡi luôn. Là hai lưỡi dễ dính, ngay chỗ nào bịch quá chơi lưỡi. Thì máng lưỡi lên, con lưỡi để dưới. Ừ. Nó sợ nó kêu quá. Chí 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 không thả con kia xuống luôn. Không, thả con kia xuống rồi vậy thì rồi đi bắt mới được. Vậy là con cá lóc này sợ lại nó lợi nó sợ ăn con đó. Ừ. Nó táp. Đúng rồi, anh đứng vậy tới sáng nó không táp nữa. Sao hả? Nó thấy người nó không có táp. Ai? Cá chứ ai? Bây giờ tôi đứng vậy là không táp rồi phải ngồi xuống hả? Đúng rồi, phải ngồi nấp mới được. Ai biết, không nói không chỉ nghề ai biết. Mới nói ra đó. Chơi gì không giấu nghề quá mà. Vô đầu tiện em học đi mai mốt mày nhấp cho vợ con ăn. Đây lại câu dọn vịt nè, táp lên vịt nè. Lụm liền. Lụm liền không? Lụm. Lụm cái chéo liền không? Bụt liền. À, vậy nó út lên cái là ngay với câu à. Giá trời rồi, nó ụt cái rồi, coi coi cái đã rồi. Thôi đừng nói chuyện nó nghe tiếng nó cũng không táp nữa. Bậy quá. Để coi. Mấy chục năm trong nghề rồi mà, dành lắm. Cá vô hả? Cá vô. Cái gì? Sắp táp rồi. Nước nó quần đang tỉnh là biết ảnh vô rồi. Im đi đừng có cười. Mình nghe tiếng nó không có táp. Đó, con cá bự bộn á. Cái đìa này của người ta hay là đìa quan? Cái đường này ngày xưa mấy ông lấy đất lên làm lộ nè. À. Đìa này của mấy ông. Mấy ông mua quan này, mấy ông có thu hoạch vô thu quy hoạch đó, thì mấy ông bơm cá. Ừ. Mấy ông có mua.
Sao? Làm sao? Máng lên lưỡi hả? Nắng quá không chứ kìa. Ngồi chảy ướt như tắm. Nãy cá nó vô. Ừ. Nghe nói chuyện của ông Tám nữa hả? Làm gì lội xuống bắt nó luôn hả vậy? Đây nè. Tiếng đồng lội xuống bắt chứ. Câu tức quá không được lội mò luôn nha. Ôi dạ thưa gì các bạn, cái con đeo theo anh Chí chắc lâu dữ lắm. Nên bây giờ Vũ Chiến nghỉ quay. Ngồi chừng nào anh Chí giật được cá lóc lên thì Vũ Chiến quay cho mọi người xem.